Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì như tiêu đề ngày hôm nay là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái thời gian mà thu hoạch bí đỏ hồ lô nha các bạn. Vì có một số bạn là hỏi mình là trồng bí đỏ thì cái thời gian nó là bao lâu. Thì ở đây thì mình cũng xin chia sẻ cho các bạn ha. Thì cái thời gian của nó thì nó cũng rất là nhiều thời gian. Nhưng mà thông thường nhất là nó từ 65 đến 70 ngày nha các bạn. Tại sao mình nói nó rất nhiều thời gian? Tại vì nó tùy thuộc vào cái giống nha các bạn ha. Thì những cái giống bí đỏ mà trồng á, từ 65 đến 70 ngày mình thu hoạch á, là thông thường như giống như là nè, Trang Nông nè, rồi giống Đồng Tiền Vàng nè, giống Phú Nông nè, giống Hưng Nông 368 nè, và những cái dòng bí F1 khác nha các bạn ha. Thì ngoài ra thì nó cũng có là một số là giống bí nó thu hoạch sớm hơn, nó tầm khoảng đâu là 55 ngày là mình có thể là mình thu hoạch rồi nha các bạn ha. Thì đó là những cái dòng bí lai nha các bạn. Người ta lai tạo cho nó sớm, đặng người ta thu hoạch sớm nha mọi người. Nhưng mà những cái loại lai đó thì nó, cái khả năng mà nó phòng bệnh thì nó không có bằng những cái giống bí này nha mọi người ha. Thì cái vườn bí này thì hiện nay là mới có là 16 ngày thôi nha các bạn. Thì trước đó thì mình chia sẻ cho các bạn là cái vườn bí nó là 18 ngày rồi. Cái vườn này là mình trồng sau. Đây các bạn, thì các bạn xem cái khoảng cách của mình trồng ha. Ở đây mình trồng là từ 5 đến 6 tấc cho một gốc nha các bạn ha. Đấy các bạn, thì bí này cũng mình cũng xịt thuốc phòng bỏ trĩ rồi nha các bạn. Nhưng mà hiện tại là nó vẫn còn là nó bị thung cái đọt lại các bạn, là do ảnh hưởng của trời mưa nha các bạn ha. Thì thông thường là nó bị thung đọt là do là bị bỏ trĩ nè các bạn. Thứ hai nữa là do ảnh hưởng của thời tiết. Bí nhìn cũng tương đối được nha mọi người ha. Nhưng mà nó bị hơi thung, tuy rằng mình cũng đã có xịt phòng bỏ trĩ rồi. Mình xịt phòng cái Confido các bạn. Cái thuốc đó là thuốc là chuyên trị bỏ trĩ cũng như là những cái dòng mà chích hút nha các bạn ha. Những cái con sâu mà nó chích hút á. Thấy các bạn. Thì bạn nào mà quan tâm về cái mà phần thuốc men này nọ đó thì các bạn hãy xem cái video trước của mình. Mình có chia sẻ cho các bạn là những cách phòng bệnh bỏ trĩ cũng như là bệnh xương mai ha. Thì trước đó cũng đã làm một cái video kỹ rồi. Để quay cho các bạn xem vườn bí mình ha. Bữa mình có bị ốc ma các bạn. Nó ăn hết mớ rồi các bạn. Mà chưa có là kiểu như là xịt diệt nó nữa. Cũng như là mua thuốc rải cho nó nữa. Mình tự động bắt vào cái buổi tối không các bạn. Nói chung mình trồng ít mà không có trồng nhiều. Mà cái gì mà mình cũng đầu tư vô các bạn thì nó cũng không có lời mấy nha mọi người ha. Cái vườn bí này thì nó cơ bản thì nó cũng đẹp mọi người ha. Có vườn bí mà xen canh với đám bưởi của mình bên kia các bạn. Thì nó có triệu chứng là nó vàng lá. Đó thì anh em nào mà tính trồng bí á, mà không biết cái thời gian mà để mà thu hoạch á, thì các bạn có thể xem cái video này của mình ha. Thì mình chia sẻ cho các bạn ha. Thì thông thường nó từ là 65 ngày cho đến 70 ngày nha các bạn. Và những cái mô hình trước á, mình có chia sẻ cho các bạn về cách là trồng bí hồ lô từ hạt nè. Thì các bạn có thể là xem lại ha. Cũng như là bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký ha. Khi mà mình ra video á, thì các bạn cũng có thể là xem được ha. Để mình quay cho các bạn xem cái khúc bí này của mình ha. Lên cũng rất là đẹp nha mọi người. Này là mới có 16 ngày thôi. Tầm 22 ngày thì mình mới bắt đầu mình tiến hành á. Mình bấm đọt cho nó ha. Thì video bấm đọt thì mình cũng chia sẻ cho các bạn rồi. Các bạn cứ canh nó tầm đâu khoảng 7-8 lá nha mọi người ha. Mọi người ngắt đọt cho nó và né cái chèo của nó ra ha. Là ok liền. Các bạn ngắt mà nó gần cái chèo quá thì nó, khi mà nó chảy mũ các bạn, nó sẽ thun, nó ảnh hưởng đến cái chèo của mình. Thành ra cái chèo của mình nó bị mất sức. Thì mỗi dây như vậy các bạn, thì nó cứ ra một chèo thì chúng ta sẽ lấy là một trái ha. Và phân bón thúc cho nó là cái phân 20-15, loại ba màu nha mọi người ha. Cái loại ba màu thì nó mới có đủ là đạm nè, lân và kali nha. Đấy các bạn, để mình quay cho các bạn xem ha. Thì bạn nào có câu hỏi nào thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới video mình á, thì mình rảnh thì mình sẽ là rep cái bình luận cho các bạn ha. Ở đây mình có xen canh với mấy cây cà pháo nữa các bạn.
Thì mình cũng là chuyên là trồng cà pháo các bạn. Đây, mình cũng trồng nè, khoảng cách nè. Cho bạn nào mà đang quan tâm về cây cà pháo trong cái kênh của mình thì bạn cũng có thể là xem được ha, về cái khoảng cách trồng ha. Ở đây mình tận dụng là nó hết đất luôn nha mọi người ha. Cái đợt này mình trồng là mình không có bón lót, mình chỉ bón lót cái phân chuồng quay mục mà đã là ủ với Trico Đạt Ma thôi, chứ mà chuẩn của nó là mình phải là bón lót cái phân 20-15 với cái phân là VO nha các bạn ha, hoặc là canxi bo, liều lượng là cứ là 73 thôi, mình cứ chơi cái khoảng vậy là mình có điều mình bón lót á, là mình phải bón đậm ha, bón đậm nhưng mà né cái góc ra, ví dụ như cái góc mình nằm chính giữa phải không, thì mình bón là hai bên mép clip nè đó, mình sẽ không có bón, tại vì mình bón ngay chính giữa thì nó sẽ ảnh hưởng tới là hạt bí ha, và khi mà nó nhoi đầu lên á mà nó đụng phân á thì nó sẽ nóng và nó sẽ chết nhau mọi người ha, người ta gọi đó là hao đầu con. Tại sao mình phải bón lót mà mình bón cho nó đậm các bạn? Cái lý do các bạn là mình bón cho đến cái ngày mà nó ra trái luôn là mình mới bắt đầu là mình bón thúc. Còn nếu như là các bạn không có bón lót á thì bắt buộc á là các bạn phải bón định kỳ. Thì thông thường á thì bạn nào mà có vốn này nọ đó thì các bạn bón định kỳ là một tuần á là mình bón một lần ha. Còn nếu như mà ít vốn thì các bạn cứ 10 ngày các bạn bón một lần cũng không có ảnh hưởng gì hết các bạn. Thì cái cây bí này các bạn thì thông thường á mọi người trồng vào cái tháng nắng á thì nó sẽ tốt hơn, tại vì nó chịu được cái hạn cũng như là nó ít bệnh, như những cái bệnh như là sương mai các bạn thì nó rất là hiếm gặp. Còn mùa mưa các bạn thì mùa sương nó nhiều, với lại trời hay mưa này nó hay bị bệnh lắm. Thì các bạn nhìn cũng rất là đã nha mọi người ha. Quay cho các bạn xem một chút xíu nữa để mình kiếm cái cây nào mà nó đang bệnh về, nó bị như là trái rìa lá này nọ đó, cũng như là bị ảnh hưởng của bộ trĩ đó, mình quay cho các bạn xem. Ở đây mình có một hai cây à. Đây các bạn, cái bí này nè. Đây, lá nó túm lại luôn nha mọi người ha, nó ảnh hưởng nè. Do cây này là mình trồng sao cũng như là xịt bỏ trĩ mà nó bị sót á các bạn. Thành ra lá nó túm lại, nó không có tốt như những cái cây này. Các bạn xem không? Đã rất là ok ha. Nè. Mình xịt sót á các bạn. Trường hợp này mình cứ ngắt bỏ đi, đừng có để làm chi. Thấy các bạn. Rồi thì bạn nào đang xem kênh của mình hãy cho mình một nút like ha. Cũng như là chưa bấm đăng ký thì các bạn hãy bấm nút đăng ký ha. Để mình có động lực để mình ra những cái video tương tự cho các bạn cùng xem nha. Quay về tổng quan vườn bí của mình nè. Rồi thì mình xin được mến chào ha.